xem nào. Có một mình phải lên cái choi trước đã. Hoàng Anh, bố huy nhà. Rồi đã win chưa bà bú? Cái đồ ma cay nha. Nghe mấy thằng này. Có skill. Giết nó. Giết nó. À, chuyện zip vào mày oai à? Rồi cứ đợi đấy, kiểu gì cũng win mà anh em. Rồi. Vino, hãy nêu cảm nhận mùa mới sao chỉ. Ủa? Tưởng người ạ. À. Nói chung là nó bay đau quá. Hay quá, xe đam hay quá. Mẹ gấu nữa. Về, trời ơi. Hello Ngọc. Đâu có xịnh à? Bà này chắc ôm ở trong trụ thôi quá. Hay. Ôi bắn chết ông cắp. Bà này chơi ra ta hay vậy ta. Để còn kéo thật đi nữa. Có phải là mình kéo không thật đâu mọi người. Nguyễn Quang Trung, gà quá. Không chết nhanh á. Your tower has been destroyed. Nó sấy kìa anh em. Kéo đúng lúc nó lăn ạ. Ngoài vào nhã luôn. Trừ một sao cho bà cốc đi há há. Không có đâu, nó đang cái sơ rồi. Anh em yên tâm đi. Nữa. Ai đâu? Còn không làm được việc. Trời ơi. An enemy has been defeated. Đấy nhưng phải như thế thì không nói gì đi. Ờ. Còn Van Heo để em bị ỉa lên đầu. Van Heo xin. Tôi làm gì đấy? Rồi. Ra ta chân không chạm đất. Trời ơi là trời. Đúng là ta chân không chạm đất thật. Cười với luôn. Nhục luôn đấy anh em. Về ngay, lau reo về ngay. Hello anh Trung Kiên, lau reo. Tì kìa, thầy dọn cái chơi đi. Lau reo tì đúng mù mắt Vũ Bích Ngọc luôn. Con không lùm được. Thổi, nó lại xuống nó bay rồi. Chung, ai mẹ đánh hay vậy, không khen được câu nào. Get in my belly. Ai? Còn không khen. Vãi nó yếu kìa. Idol Lộc, hello chị nhé. Hello Idol Lộc kìa. Ui, chân nó lại không chạm đất rồi. Thổi, chết hết luôn rồi. Không thể như thế được. Còn một con lính bé tí thôi. Trước khi đã bãi cả 10 kia năng trăm sao. Ta đi, về đi. Chân nó không chạm đất thế này thì cay, cái đồ rất cay nha. Ủa, đâu Tiến Nguyễn nha. Bố mình quên mua đồ à? Dạ, không mua rõ. Bố mình quên mua đồ à? Ủa, mình không để ý cái đó. Đâu để mình xem nào. Tại nhé mình sẽ có thể quên mua đồ được.
quên mua đồ thật. Kia đâu mới bảo sao yếu vãi giờ Trần Nam Thanh ạ. Của ngáo đét luôn anh em. Đỗ Đức Nam gác gà vái. Rồi đã chơi phải còn chê nữa. Thời ít thôi em, thần kinh á chị. Cảm ơn Huy Bao hay sao nhá. Mình quên mua đồ. Sao chơi game mà lại quên mua đồ được ta? Ảo ma thật sự. Rồi giờ này còn bạch kim nữa. Nhiều quá. Ăn cắp. À ừ nhờ, quên, mình quên cả lại đồ họa đấy. Nhục nhã luôn, chơi game quên mua đồ. À quên, ở quên mua đồ, bãi cả trường. Ủa? Cây cây tay bị tét. Sao mình đã quên mua đồ được kìa? Nhiều khi không hiểu nổi kiểu gì, sao mình như thế đó? Your team's turn to ban. Mày cày ta. Xin mít nhá. Biến tiến mạnh, bót ngọc. Cái gì em mạnh ấy? Chạy không? Tôi phải soạn đồ. Không để ý luôn, nãy giờ chơi không để ý đồ luôn á. Tại sao vậy? Ủa? Để ý nhỉ? Mẹ, ảo thật sự. Mình phô lo mẹ ạ. Thành, cây thì châu đi. Ủa nó thả ai ra kìa? Thì em mới mua vừa lo nữa ông cắp. Mình có nên pick Aya không ta? Ê cả gà, đây chỉ là quên thôi nhá. Thả Aya mà không pick Aya thì mình thấy có lỗi lắm. Bài tủ mà anh em. Chơi game mà không biết mua đồ hay không người ta quên mất. Trời. Chứ mọi người chơi game mọi người không bị quên mua đồ như mình à? Có mỗi mình như thế thôi à? Đi cơ mẹ. Ủa? Đi chợ không mua đồ sao có mà nấu chè? Tắt tiếng like đi. Sao lại như thế ta? Biết mua đồ hay không người ta quên. Đùa bảo công tắt tiếng like đi sao không tắt? Mẹ cay thế nhở? Không bao giờ quên đâu. A à, già phế lắm chị. Bắt là phế, chị sẽ cho em thay đổi cái suy nghĩ là ai ra phế. Ngọc đã cơ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mình chơi mình quên mua đồ luôn đấy. Tại sao mình lại như thế ta? Nhiều khi không hiểu luôn. Quên cả mua đồ, bảo sao mình cứ thấy sao yêu thế? Cái đó người ta hay gọi ngáo đá đó. Cái gáo đá à? Ai mà chẳng có lúc phải quên. Trời, mấy ông cứ làm như mấy ông không quên bao giờ ấy. Em nghĩ hôn nhà tiếp. Chắc chưa chắc. Chắc rồi. Tại sao lại hỏi chắc chưa à, tại sao lại hỏi câu đấy? Hỏi câu đấy là sao? Biến tiến này chị Ngọc phế nhất tim mà anh em. Ok. Sao hôm nay mình khát nước thế nhở? Không nghe gì đâu. Cái quẹt người ta người trên trận đúng không? Cái anh nói. Ngoa vò danh, thầy ẹt bán đồ ngon lắm đó. Thế là ông mua ông thử rồi đúng không? Nên ông mới biết là ngon đúng không? Nhục luôn. Vãi cả đầu óc toàn nghĩ về em thì chả thế thôi. Trường này có lập lại không Ngọc không có đâu. Đâu cảnh nha. Quốc Thịnh, anh em hạn chế toxic con gái NGT đi. Chụt. Thắt nước biểu hiện của chơi đồ đó. Vớ pha vớ vẩn. Trận này 10 kill, 5 nhân sao nhá, làm người đi. Biến tiến mạnh, trận này mục tiêu 500 sao nhá. Thán chả buồn lói luôn.
Alo, cái gì ông Cóc này? Bất bách thì không nói lại alo, hỏi chấm. Tao nói mà đúng không? Thì có nghe thì còn alo gì nữa. Mạnh Lu Han, mấy giờ chị đi tập yoga? Đang cay nha. Không, chị không đi tập yoga em. Chị giả đâu mà tập yoga. Tập tay đi mà gánh nhờ, tập yoga làm gì? Còn leo lên đây đỡ phải Nguyễn Như Trường đỡ phải đi bộ nó mệt anh em ạ. Chào Nguyễn Như Trường nhá, chào Tiến Minh nhá, chào Nguyễn cái gì kìa, Nguyễn Như Trường, Nguyễn Như Trường kìa, Nguyễn Như Trường à? Có, tối có like chứ em. Chị like rồi, tối chị vẫn like mà, hôm qua chị off cả ngày. Khi đạt alo không cho nữa ta. Kỹ năng cho đâu. Không phải là không cho mà ông này ông đang bật mic, ông nói mình nghe được mà. Tức ai không cho rồi. Giờ mới đầu khé ngay một mạng ngay. Những tiếng này tối nay lại chuỗi thương. Không quá đâu. Cái kỹ năng nó ghê gớm. Ủa sao mình lại ấn thủ hồi máu ta? Tao đét luôn. Dòng đây. Đó mình cặp bài à? Mình nhớ, báo thủ hôm nay không chơi bắt gì à? Thằng dừng đánh ghê với nhờ, chứ support không làm gì đâu. Ôi thì ông Cao quầy gáy ít thôi, win được đi, rồi nói chuyện. Trời ơi. Ôi, trời ơi. Ước được thua luôn nha. Ước đi, chát lên. Ước thì phải chát lên. Ước được thua mà. Quốc Thịnh, coi Ngọc đánh buồn ngủ quá. Có gì đâu, đợi thì đi chết là chát. Đấy là buồn ngủ, chắc có khi Ngọc bỏ chân lên đánh cho tay nó nhàn anh em. Chơi game chơi bằng chân thôi. Hãy gáy lên tục lên. Bốn đánh năm cho dễ đi. AFK bị tố cáo không Cóc ơi? Không ai tố cáo cả. Vẫn win mà, win là ai lại tố cáo đúng không? Không tin. Ngồi lên đầu nãy giờ không thấy kỹ năng. Hôm nay chị like sớm. Tí chị lại like tiếp mà, tí chị off xong tối chị lại like mà. Đứng lại đó cho anh. Lên nè. Đứng lại trên kia đi, tìm nó 50 chục thằng trên ý. Trời ơi. Phạm Đức, hu hu. Anh em đâu hết rồi? Anh em đâu? Đấy thì mình lên này. Kìa, sợ nữa, rén nữa. Chơi điện tử rén nữa. Kìa, hóa thú hết. Chơi điện tử mà rén nữa. Có ghét tí sẽ bảo là KS nha anh em. Nguyễn Như Trường, tìm slot bên sau. Ui. Để luôn. Đúng rồi. Quá. Ước được thua mà. Tin lên, mạnh mẽ lên, trời sợ nữa. Trần Văn Lâm, chào Bích Ngọc em. Chào Văn Lâm nhá. Tôi mà sợ nữa ông Cóc. Mình xin năm 2K1. Vãi cả Ngọc 50 tuổi, cay ấy nhở. Người ta 2K1, người ta 2 con rồi, chị ạ. Vãi cả 2 con. Anh nhát, ồn Ngọc lông trên Ngọc. Người ta 2K1, người ta 2 con rồi. Giờ hắn còn ngồi đây livestream. Đấy mấy cái thằng cứ bình luận, cứ đin. Comment linh ta linh tinh chửi cho thì chị bảo là con này sao livestream mà láo thế. Má ăn nói kìa. Phan Tiệp, Ngọc đâu đấy? Rồi, kỹ năng. Ui, không ăn được quá non. Nhanh đi. Không ăn được quá non ông Cóc.